Tin đồn là người thân của một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng. Thứ ba, để nói về việc một rapper chỉ sau 3 vòng thì đã tiến bộ vượt bậc như vậy thì thật sự để nói là quá khó. Nếu các bạn để ý phần thi casting của Kelly hay là trong talk show với Obito, so với những vòng thi quả là khác một trời một vực. Nếu như một rapper bình thường có thể tiến bộ nhanh như vậy thì hóa ra rap dễ như vậy sao? Huống hồ cô chỉ mới 18 tuổi, cô đã chơi rap được bao lâu mà viết chuyên nghiệp hơn cả những rapper đẳng cấp cao. Nhưng vì sao không ai đặt câu hỏi này? Và khi tham gia một game show có sự sắp xếp thì liệu cô có thực sự là người viết những bài dự thi của mình hay không, hay chỉ là một người trình diễn vì phía sau đã có cả một ekip lo bài thi cho mình? Đứng ở khía cạnh của một người chơi rap lâu năm cũng là một ghostwriter, Vicky có thể nhận định phần thi của các rapper khác. Cho dù có thay đổi phong cách tới đâu nhưng màu sắc trong câu chữ thì không thể nào thay đổi được, vì đó là bản sắc riêng của các rapper. Nhưng Kelly thì khác, có thể thấy qua mỗi vòng từ lúc casting, màu sắc của Kelly khác nhau càng xa không hề rõ ràng. Nếu thật sự là có sự can thiệp viết lyrics từ người khác thì những cố gắng của những rapper thật thụ khác đã hao phí như thế nào? Và nếu đúng như vậy, Kelly có xứng đáng để cho các bạn khen là hay hơn những người rapper thật thụ đóng vai phụ kia không? Vicky biết các bạn sẽ cho rằng đây chỉ là phỏng đoán cá nhân của Vicky. Dù cho Vicky có khẳng định đây là nguồn tin xác thực đi chăng nữa thì những người hâm mộ của Rap Việt mùa 2 cũng sẽ khó chấp nhận được. Nhưng Vicky muốn nói ra là để các bạn thật sự nhìn lại mà thôi. Nên dù có nhận gạch đá thì Vicky cũng cần đặt câu hỏi cho sự công bằng của các rapper underground khi tham gia một game show. Đó mới là mục đích chính của Vicky.